Hôm nay chị sẽ quay cho quý vị và các bạn là xem một cái trường hợp nha. Là quý vị nhìn thấy này, ví dụ như khi mình đi kiểm tra thì mình thấy cái cây nào nó héo thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó héo này. Thì khi nó héo, nó bắt đầu nó héo từ từ á, là cái lá nó bắt đầu nó vàng do nó thiếu phân, nó không hút được nước và nó thiếu đạm. Cho nên tất cả các cái lá cây nó vàng và nặng hơn nữa thì nó héo. Thì những cây này mình phải tìm hiểu nguyên nhân xem rốt cuộc là nó bị cái gì mà nó héo. Thì đầu tiên thì quý vị và các bạn phải xem là cái ống nhỏ giọt của mình nó có bị văng ra ngoài hay không. Trong quá trình mình làm nó bị nhổ cỏ hay gì đó nó văng ra ngoài. Nhưng mà trường hợp này thì nó vẫn đang nằm trong bầu. Thì mình kéo cái bầu này, các bạn lưu ý này, khi mà cắm cái ống nhỏ giọt này thì khi mà công nhân sơ ý họ cắm là họ cắm sâu quá, các bạn thấy không, cắm thì trên cái mặt bầu nó còn khoảng một đốt ngón tay thôi, cắm sâu quá thì dẫn tới cái rễ này này, khi cắm sâu tới đây thì mình lấy nét nha bạn. Rồi khi mà mình cắm sâu quá là nó qua cái lỗ này, mục đích của cái lỗ này nó rỗng này các bạn này, mục đích cái lỗ này nó rỗng là để nó cách nước, giúp cho cái rễ của mình nó không ăn lên trên và nó làm nghẹt cái ống nhỏ giọt này. Thì khi mình cắm sâu quá là nó qua luôn cái ống, qua qua cái đoạn lỗ rỗng này thì nước nó sẽ tiếp xúc thường xuyên đây và rễ cây nó sẽ ăn lên nha các bạn. Và các bạn thấy này, trường hợp này là cái rễ cây nó ăn lên, nó làm nghẹt cái bé nhỏ giọt của mình, thì mình chỉ cần gỡ nó ra đó, các bạn thấy không, nó cái rễ nó ăn nó nghẹt luôn cái đường răng này, đường răng này nó rất là nhuyễn, thì chỉ cần một cái rễ này nó lọt vào nó đã nghẹt rồi, đằng này nó nguyên một nùi luôn, thì nó cứ theo đường nước nó lên đó, thì mình chỉ cần mình rút ra và mình gõ mạnh, hoặc là mình lấy cái kim mình lấy ra đó. Thì khi các bạn gõ thì cũng phải kiểm tra kỹ là xem cái đường răng này này nó sạch hay chưa. Nếu mà nó vẫn đang còn dính cái phần trắng trắng này này thì nó vẫn đang còn nghẹt nha. Thì khi mình cắm sâu như vậy á, đến khi mà nó nghẹt nó khô luôn mình phải lấy kim mình lấy các bạn, nó rất là mất thời gian nha. Còn như bây giờ nó đang còn tươi, cho nên mình đập thì các cái đường răng này nó sạch rồi này. Thì bây giờ mình chỉ cần cắm lại thôi là nó đã xong. Thì cái rễ cây lại tiếp tục được cung cấp nước tưới và nó sẽ tỉnh lại. Đó, thì mình phải thường xuyên đi kiểm tra thăm vườn xem là nguyên nhân vì sao mà nó bị héo. Để mình kiểm tra cái đầu cắm này xem nó có bị rớt ra ngoài hay nó bị nghẹt hay không. Còn nếu nó bình thường thì có thể là do vi khuẩn, hoặc là do lở cổ rễ, hoặc là các nguyên nhân khác. Thì rồi mình đã chia sẻ cho quý vị và các bạn là cái lưu ý khi mình cắm cái đầu nhỏ giọt là mình không được cắm sâu. Cắm ví dụ như mình cắm là nó để nó lòi luôn cái phần cái ống rỗng này, cái ống hở này. Mình phải cắm nó nằm ở trên, tức là mình cắm khoảng nửa ống thôi. Nếu mình cắm qua cái này cái là rễ nó ăn lên nha. Đó, mình cắm nó chừa cái ống giống nằm đây. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nha.